Đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Đây lên uống. Nhưng mà thì bằng hà cái gì ấy? Ai anh biết được. Vậy sẽ đi kiếm mồi tôi giúp chành bệnh bạn. Bạn có cái cơ mồi á. Có bằng hà đấy. Nó xanh xanh như sao đấy? Đó, nó xanh đấy thì nó bảo hà. Bảo hà thì đi cái mắt. Nhiều điều anh vẫn muốn nói. Quê vãi lồn. Quê quá, quá quê, quê ơi là quê. Em là đi học em nhìn mày chít xả rồi nó nghỉ sạch. Mà nó nghỉ hết sạch rồi. Đúng rồi. Sao mà bốn năm lần chôn kỹ cả năm thằng đều gãy. Vậy là người không ai bảo gì à? Không có cái gì nó không hỏi. Nhưng mà chơi quá ba ba gọi là đu. Cái chi nó nghỉ kẹt. Đây thì có cái gì mấy một hai hay hai một trận một lơ. Đấy là mỗi môn nghỉ quá ba hôm rồi. Vâng. Ui, nhưng mà môn này phải qua tiên mạnh học qua tiên với kiến công buồn quá. Ôi thì mình não quậy. Và xuống xe mình bị thương. Các bạn nhỉ, từ đời ra qua đây. Vậy là mình đã đi tôm ở đâu quên chỉ gì đó. Đã định nói. Nhầm cho bên đây. Vậy là mình đã đi tôm màu xong các bạn ạ. Các bạn thấy chúng tôm màu đẹp hay trong sim mà mang đã đi chơi gặp tất cả các bạn rất là nhiều. Tại sao anh thay đổi ai khi ai mà em rơi rồi. Ui ôi tí ý quên, tí ý quên, chết thật tí. Đến bây giờ quay về thì em biết phải làm sao đây. Mạnh quậy đâu thì quậy bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn nha.
Hai vì ột chết rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm của mình các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp thế cho mình xin lượt like, đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô mò sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Nên mình sẽ đi chọn màu tô trong kênh của mình mà. Và alo ta cho cả ai đang làm. Cứ gọi nhỉ. Đi lần tìm thì không trả lại. Mạnh ở đâu mà gọi. Ủa mày đang dành dụng sâu. Thế nó xứ. Thế rồi nè, cái tiền này cái này. Tại sao anh đang đi gọi cái chó này. Alo. Alo. Vừa làm vừa nghe rồi xào chó đâu. Tiếng gì? Tiếng nói của mẹ tiếng đéo rồi. Nuôi cho to đi để còn nghe tiếng nó mà. Không la trong mày bị hỏng à? Tại điện như thế nữa. Kia là bút dạ. Mẹ bố mày tưởng là ma nó giấu bút dạ, đeo thấy bút dạ đâu. Mẹ. Em thấy nó ở dưới đây tự chắc là đéo đéo bất bất đi ra ăn lấy. Chúng ma bố bà Hồng Kông xong đang ghi cái chữ cụ nè nó to to lên bằng bút dạ. Đéo thấy đâu bố mà. Ê rồi, anh chờ anh thành công nhớ nha. Mấy cái bè quá thì biết là to nó lên. Chữ. Chưa vừa nãy, đúng vừa nãy rồi. Anh giới nhìn không ra cái chữ là chữ gì, trong nhìn kỹ lại chắc là cái gì? Bỏ sự đáng yêu quá là đảo. Ủa đi bằng ra quả thứ sáu ốm màu ạ. Ừ, đen màu mà. Vậy là mình đã đi tô màu xong các bạn ạ. Các bạn thấy tô màu đẹp hay trong xin mình like và ký kênh cầu tất cả các bạn rất là nhiều. Cô tự đảo ấy anh. Không thích được đâu. Mình cứ để cho cái kia. Em sao anh thay đổi đắn đo chút trời.
Như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Các bạn thấy đẹp thế cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Xin chào tất cả các bạn.